Lời mở đầu. Quyển sách này với mục đích cống hiến đến toàn thể độc giả một tóm lược đơn giản, rõ ràng về những giáo huấn thần triết. Đồng thời đối với sinh viên huyền môn, nó là nền tảng thích hợp cho những kiến thức sâu xa hơn. Mong sao quyển sách này có thể hữu dụng như là lời giới thiệu những công trình thâm sâu hơn của bà H.P. Blavatsky và là nền tảng thích hợp cho sự nghiên cứu của sinh viên. Những người có nghiên cứu chút ít về minh triết cổ truyền đều nhận thấy rằng trí tuệ của họ được soi sáng, bình an, vui tươi và vững mạnh nhờ những bài học đem đến cho đời sống của họ. Mong sao có được một số người nghiền ngẫm và nhận được chân giá trị của những giáo lý trong quyển sách này. Đây là lời cầu nguyện, xin gửi khắp thế gian. Tháng 8, 1897. Annie Besant. Dẫn khởi. Nguyên lý duy nhất, căn bản của tất cả các tôn giáo. Muốn cho hành động được chân chánh, ta cần phải có tư tưởng chân chánh. Muốn cuộc sống được chân chánh, ta cần phải có sự hiểu biết chân chánh và minh triết thiêng liêng. Theo danh từ Bắc Phạn cổ truyền, minh triết thiêng liêng được gọi là Brahmavidya, theo tiếng Hy Lạp hiện nay là Theosophia. Minh triết thiêng liêng hay thông thiên học xuất hiện trên thế gian như là một triết thuyết thỏa đáng, bao gồm tất cả những nền luân lý và tôn giáo. Có người sùng tín để cho rằng các thánh kinh thiên chúa giáo bao hàm những chỗ cạn mà một đứa trẻ có thể đi băng qua và những chỗ sâu mà một người lớn phải bơi qua. Một phát biểu tương tự như thế có thể dành cho thông thiên học, vì một số giáo lý của nó đơn giản và thực tế đến nỗi bất cứ một người trung bình nào cũng có thể hiểu và thực hành được. Còn một số giáo lý khác rất cao siêu và thâm thúy đến nỗi những người thông minh nhất cũng phải căng thẳng và nỗ lực hết sức mới thâu nhập được. Trong quyển sách này, thông thiên học cố gắng trình bày các nguyên lý và chân lý tổng quát một cách đơn giản, rõ ràng và mạch lạc về vũ trụ. Tác phẩm này cũng trình bày những chi tiết cần thiết về sự liên quan giữa các nguyên lý và chân lý này. Một quyển sách giáo khoa sơ cấp không thể trình bày hết những kiến thức như tác phẩm cao thâm, nhưng nó phải đem lại cho học giả những ý tưởng cơ bản rõ ràng. Thực ra, còn nhiều điều cần bổ túc khi học giả nghiên cứu thêm trong tương lai. Học giả có thể khảo cứu thêm chi tiết về những điều mà quyển sách chỉ trình bày một cách khái lược. Qua sự khảo sát về những tôn giáo lớn trên thế giới, người ta đều công nhận rằng có nhiều điểm tương đồng giữa các tôn giáo về phương diện đạo đức và triết học. Tuy sự kiện này được mọi người công nhận, nhưng việc giải thích nó lại là một vấn đề còn đang được tranh luận. Một số người cho rằng các tôn giáo đã phát triển trên sự ngu dốt của con người và do trí tưởng tượng, chúng được trau chuốt dần dần từ các dạng thô sơ của thuyết duy linh và bái vật giáo. Người ta cho rằng có sự giống nhau giữa các tôn giáo là do con người quan sát một cách bất toàn các hiện tượng phổ quát trong thiên nhiên và giải thích chúng theo óc tưởng. Sự kính ngưỡng mặt trời và các vị tinh tú được học phái này đưa ra để biện minh cho lập luận của họ, còn việc sùng bái ngẫu tượng dương vật được học phái khác dùng để giải thích cho lập trường của họ. Sự sợ hãi, lòng ham muốn, sự vô minh và sự hoang mang khiến cho người dã man nhân cách hóa các năng lực thiên nhiên. Các giáo sĩ đã lợi dụng sự sợ hãi, niềm hy vọng, những điều hoang tưởng mù mờ và những nan đề không thể giải thích được của họ. Chuyện thần thoại trở thành thánh kinh, biểu tượng trở thành sự kiện, và vì căn bản của chúng vốn phổ quát, nên những tin tưởng chung trong dân gian không tránh được có sự giống nhau. Các vị bác học về thần học đối chiếu nói như thế, và người bình thường đành im lặng, nhưng trong thâm tâm, những lý luận đó cũng không thuyết phục được họ. Họ không thể chối bỏ sự giống nhau, nhưng họ cảm thấy lờ mờ rằng, mọi hy vọng thân thương nhất và mọi điều tưởng tượng cao quý nhất chẳng lẽ chỉ là những điều suy tư ngu dốt. Không lẽ các vị đại lãnh tụ của nhân loại, các vị thánh tử đạo và các bậc anh hùng đã sống, làm việc, đau khổ và chết trong sự lầm lạc, chỉ vì sự nhân cách hóa những dữ kiện thiên văn học và những điều khiếm nhã được che đậy của người kém văn minh hay sao? Lời giải thích thứ nhì về sự tương đồng giữa các tôn giáo trên thế giới khẳng định rằng có một giáo lý nguyên thủy được gìn giữ bởi những bậc đại đạo sư tinh thần. Các ngài vốn là kết quả của các chu kỳ tiến hóa đã qua. Các ngài đóng vai trò giáo huấn và dẫn dắt nhân loại còn ấu trĩ trên địa cầu và lần lượt ban cho các nhóm dân của những quốc gia khác nhau. Những chân lý cơ bản về tôn giáo bằng hình thức thích hợp nhất với các đặc tính riêng biệt của từng nhóm dân. Theo quan điểm này, những vị sáng lập ra các tôn giáo lớn đều là thành viên của một nhóm huynh đệ duy nhất. Sứ mệnh của các ngài được sự trợ giúp của nhiều thành viên cấp dưới.
gồm các vị đã được điểm đạo và đủ mọi cấp đệ tử đã phát triển về tâm linh, về tri thức triết học, cũng như trình độ minh triết, và đã được thanh lọc về mặt luân lý đạo đức. Các ngài hướng dẫn các quốc gia non trẻ trong việc chọn lựa chính thể, ban hành luật lệ, cai quản dân chúng trên cương vị những quốc vương, giáo huấn nhân loại trên cương vị những triết gia, dìu dắt quần chúng trên cương vị những giáo sĩ. Mọi quốc gia thời xưa đều hoài niệm những vị thượng nhân cao cả và anh hùng, các ngài còn lưu lại di tích trong văn chương, kiến trúc và việc lập pháp. Trên phương diện truyền thống phổ quát, thật khó mà chối bỏ được sự hiện diện của các nhân vật như thế. Tuy một phần lớn đã bị hủy hoại, song vẫn còn những kinh sách và di tích thời tiền sử mà không ai bác bỏ được. Các thánh kinh Đông Phương là bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy sự cao cả của các ngài. Những giai đoạn về sau và trong thời hiện đại, chỉ một số ít người có thể tiếp cận được mức độ tâm linh cao cả trong tư tưởng tôn giáo, trong triết lý siêu việt, và trong sự tinh khiết về mặt luân lý đạo đức của các ngài. Khi ta thấy những kinh sách này chứa đựng các giáo lý về Thượng Đế, về con người và vũ trụ, tất cả đều đồng nhất trên phương diện bản chất, mặc dù biểu lộ ra bằng nhiều hình thức khác nhau, thì không có gì phi lý khi ta quy chúng về một hệ thống giáo lý nguyên thủy trung tâm. Ta gọi hệ thống đó là Minh Triết Thiên Liêng, danh từ Hy Lạp là Theosophy. Trên cương vị là nguồn cội và nền tảng của tất cả tôn giáo, nó không thể đối nghịch với bất cứ tôn giáo nào, mà nó là sự thanh lọc của các tôn giáo. Minh Triết Thiên Liêng nói lên ý nghĩa thực sự giá trị tiềm ẩn bên trong nhiều sự việc mà người thường cho là vô lý, vì vô minh và mê tín dị đoan. Nó nhận ra và biện giải minh triết ẩn tàng trong mỗi tôn giáo. Khi trở thành người thông thiên học, chúng ta vẫn giữ tín ngưỡng riêng như một tín đồ Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo. Chỉ có điều là chúng ta trực nhận sâu sắc hơn về đức tin của chính mình, nắm vững hơn về các chân lý tâm linh, cũng như hiểu biết sâu xa hơn về các giáo lý linh thiêng của nó. Thông thiên học thời xưa đã khai sinh ra các tôn giáo, thông thiên học thời nay biện minh và bảo vệ các tôn giáo. Thông thiên học là tảng đá mà mọi tôn giáo đều được đẽo gọt ra từ đó, là đáy của một cái hố mà mọi tôn giáo đều được đào bới lên. Đối với những sự chỉ trích, nó biện minh cho những ao ước và xúc cảm sâu kín nhất trong tâm hồn nhân loại. Nó kiểm chứng những niềm hy vọng của con người và cho chúng ta niềm tin cao quý về Thượng Đế. Những phát biểu này ngày càng hiển nhiên và đúng đắn khi ta nghiên cứu nhiều loại thánh kinh trên thế giới. Chỉ cần tuyển chọn một số ít tài liệu sẵn có cũng đủ xác nhận sự kiện này, từ đó hướng dẫn học giả tìm tòi thêm những bằng chứng khác. Những chân lý tâm linh chính yếu của tôn giáo có thể được tóm lược như sau. 1. Có một bản thể chân thật vĩnh cửu, vô giới hạn, không thể nhận biết được. 2. Từ đó Thượng Đế được biểu lộ, triển khai từ nhất nguyên sang nhị nguyên, rồi tam nguyên. 3. Từ tam nguyên biểu lộ thành nhiều đấng thông tuệ tâm linh, hướng dẫn trật tự vũ trụ. 4. Con người là một phản ảnh của Thượng Đế, do đó cơ bản là một tam nguyên. Chân ngã nội giới của con người vốn vĩnh cửu và đồng nhất thể với đại ngã của vũ trụ. 5. Con người tiến hóa bằng cách luân hồi, do sự thu hút của dục vọng, và sẽ được giải thoát nhờ vào minh triết và sự hy sinh. Về mặt hiện thực, con người sẽ trở nên thiêng liêng, vì tiềm năng của con người là thiêng liêng. Theo sự khảo cứu về nền văn minh xưa đã bị hóa thạch, Trung Quốc là nơi cư ngụ của người Turan. Phân chủng thứ tư của giống dân chánh thứ tư, giống dân này cư trú nơi lục địa đã bị mất tích, châu Atlantis. Hậu duệ của giống dân này rải rác trên khắp thế giới. Người Mông Cổ. Phân chủng cuối cùng của giống dân chánh thứ tư, về sau củng cố dân số của mình, vì thế chúng ta thấy ở Trung Quốc có các truyền thống từ thời xa xưa, trước khi giống dân thứ năm, giống dân Aryan, định cư ở Ấn Độ. Trong Thanh Tịnh Cổ Kinh, trích đoạn của một thánh kinh cổ tuyệt vời, cho thấy tinh thần ung dung và bình an, vốn là đặc trưng cho giáo lý nguyên sơ. Trong phần giới thiệu cho bản dịch của mình, ông Lech nói rằng quyển kinh này được cho là của Co Ân, hoặc Súng, một đạo gia đời Gu. 222227 sau công nguyên, tác giả đã trở thành huyền thoại. Người đời cho rằng ông đã đạt được trạng thái bất tử và được gọi là đấng bất tử. Ông thường làm những phép lạ, có một lối sống không tiết độ, và có cung cách kỳ dị. Một lần kia, có chiếc tàu bị đắm, ông ngồi lên từ dưới nước mà quần áo vẫn khô ráo, và thong thả bước đi trên mặt nước. Cuối cùng ông bay lên trời giữa thanh thiên bạch nhật.
Những câu chuyện này chắc hẳn sẽ bị người đời sau cho là chuyện tưởng tượng. Những câu chuyện như thế được lặp đi lặp lại khi nói về các vị đã điểm đạo đủ các đẳng cấp khác nhau. Và tất nhiên không phải là chuyện tưởng tượng, nhưng nơi đây chúng ta chỉ chú trọng đến lời giảng giải của chính Cao Ân trong tác phẩm này. Tôi đã tụng kinh này 10.000 lần trước khi tôi đạt được chân đạo. Những giáo lý này được các đấng thánh linh trên trời thực hành mà chưa truyền đạt cho các học giả nơi hạ giới. Tôi học được kinh này từ ngài Đồng Hoa Đế Quân. Khởi thủy do Tây Vương Thánh Mẫu truyền lại cho Kim Môn Thánh Vương, rồi Kim Môn Thánh Vương truyền lại cho ngài. Kim Môn Thánh Vương là tước vị của bậc đã được điểm đạo, trị vì đế quốc Toa Tết ở châu Atlantis. Tước vị này gợi ý rằng thanh tịnh cổ kinh được mang từ châu Atlantis đến Trung Quốc khi người Turan ly khai với người Toa Tết. Ý tưởng này được nhấn mạnh thêm qua nội dung của bài khảo luận ngắn bàn về đạo, có nghĩa là con đường, đó là tên chỉ cho thực tại duy nhất trong tôn giáo cổ truyền của người Turan và Mông Cổ. Bài khảo luận viết rằng, đại đạo không có hình tướng, nhưng nó tạo ra và nuôi dưỡng trời đất. Đại đạo không có tham dục, nhưng nó tạo nên sự tuần hoàn của mặt trời và mặt trăng. Đại đạo không có tên gọi, nhưng nhờ ảnh hưởng của nó mà vạn vật tăng trưởng và được duy trì. Đây là sự biểu lộ của Thượng Đế Nhất Nguyên, và tiếp theo là Nhị Nguyên. Như thế thì đạo lại biểu hiện thành hai dạng, thanh và trượt, và có hai trạng thái động và tịnh. Trời thanh, đất trượt, trời động, đất tịnh. Dương thanh, âm trượt, dương động, âm tịnh. Bản chất trong sạch giáng xuống, sự trọng trượt tuôn ra ngoài, cứ như thế vạn vật được tạo ra. Sự lý thú đặc biệt của đoạn văn này là nó ám chỉ những khía cạnh tác động và tiếp nhận của thiên nhiên, sự phân biệt giữa tinh thần, đấng sinh thành, và vật chất, đấng bảo dưỡng. Ý niệm này rất quen thuộc trong các tác phẩm sau này. Trong Đạo Đức Kinh, giáo lý về đấng không biểu lộ và đấng biểu lộ được trình bày rõ rệt. Đạo mà ta có thể bước đi trên đó không phải đạo bền vững và bất biến. Danh mà ta có thể đặt cho nó một cái tên không phải là danh bền vững và bất biến. Khi không tên, nó là đấng sinh hóa ra trời đất. Khi có tên, nó là mẹ của vạn vật ẩn dưới hai khía cạnh này thì nó thực sự là như nhau, nhưng khi biểu lộ nó nhận được những tên gọi khác nhau. Chúng ta gọi chung là huyền nhiệm. Một trong các thánh danh mà những học giả nhắc đến là điều huyền nhiệm ẩn khúc. Như thế, có một điều gì không thể miêu tả được, nhưng hoàn chỉnh, hiện tồn trước khi khai thiên lập địa. Nó rất yên lặng, không hình thể, hiện tồn một mình, bất di bất dịch, hiện hữu khắp nơi và không bao giờ mất. Nó có thể được xem là mẫu nghi của vạn vật. Nó không có tên, nhưng tôi miễn cưỡng gọi nó là đạo hay đại. Nó lưu chuyển không ngừng, khi qua đi, nó trở nên xa xôi, khi ở nơi xa xôi, nó trở lại. Thật lý thú khi chúng ta thấy ở đây ý tưởng ra đi và trở lại của sự sống duy nhất, mà chúng ta rất quen thuộc trong những kinh sách Ấn Độ. Dường như câu thơ sau đây cũng rất quen thuộc, vạn vật dưới bầu trời phát sinh từ nó với tư cách là sự hiện tồn, và có tên, từ sự hiện tồn đó phát sinh ra điều không hiện tồn, và không có tên. Đó là cách mà một vũ trụ có thể trở thành, đấng không biểu lộ sinh ra đấng duy nhất, là cội nguồn của nhị nguyên và tam nguyên, đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh ra vạn vật. Vạn vật để lại phía sau cái bóng tối, từ đó chúng phát sinh và tiến tới ôm trọn sự sáng. Trong đó chúng đã xuất lộ, trong khi chúng được điều hòa bởi thần khí hư không. Thần khí không gian có thể là một từ dịch thuật thích hợp hơn, vì tất cả đều được tạo ra từ nó, và nó tồn tại trong tất cả. Đại đạo thấm nhuận vạn vật, nó có thể ở bên trái và bên phải. Nó phủ lên vạn vật một tấm áo choàng và không tỏ vẻ là chú tể của chúng. Nó hiện diện nơi các sự vật nhỏ nhất, cũng như lớn nhất. Vạn vật đều trở về nguồn cội của mình rồi tan biến, và không ý thức rằng chính đại đạo chủ trì mọi việc. Trang Tử, thế kỷ thứ tư trước công nguyên, khi trình bày về các giáo lý cổ truyền, có đề cập đến các đấng thông tuệ tâm linh xuất phát từ đạo, nó có nguồn gốc và nền tảng hiện tồn nơi chính nó. Từ xa xưa, trước khi khai thiên lập địa, nó đã tồn tại an toàn. Từ nó phát sinh ra sự hiện tồn huyền nhiệm của linh hồn và sự hiện tồn huyền nhiệm của Thượng Đế. Tiếp theo đó là một số hồn danh của các đấng thông tuệ. Sự kiện này rất phổ cập và đóng vai trò quan trọng trong nền tôn giáo Trung Quốc. Thiết tưởng chúng ta cũng không cần đưa ra thêm các trích dẫn khác. Theo ông Lech, đạo giáo cho rằng con người là một tam nguyên, có tinh thần, tâm trí và xác thân.
Sự phân chia này được thấy rõ trong Thanh Tịnh Cổ Kinh, dạy rằng con người phải từ bỏ dục vọng để đạt tới mức hợp nhất với đấng duy nhất. Tinh thần con người thích sự thanh tịnh, nhưng cái trí làm cho nó bị khuấy động. Tâm trí con người thích sự tĩnh lặng, nhưng các ham muốn của họ lôi kéo nó đi. Nếu con người luôn luôn có thể xua đuổi hết các ham muốn của mình, thì tâm trí của họ sẽ trở nên tĩnh lặng. Con người hãy làm cho tâm trí trở nên trong sáng và tinh thần trở nên thanh tịnh. Sở dĩ con người không thể đạt được điều này vì tâm trí chưa được tẩy sạch và dục vọng chưa được xua đuổi hết. Nếu người ta có thể xua đuổi hết các ham muốn, khi ấy họ nhìn vào tâm trí của chính họ. Nó không còn là của họ nữa. Khi họ nhìn ra cơ thể của họ, nó cũng không còn là của họ nữa. Và khi họ nhìn ra xa, nhắm vào các sự vật bên ngoài, thì họ chẳng còn bị vướng mắc nữa. Sau khi trình bày các giai đoạn rút về tình trạng tĩnh lặng hoàn toàn, quyển sách tiếp theo, trong tình trạng yên nghỉ không tùy thuộc vào nơi chốn, làm thế nào dục vọng có thể nảy sinh ra được. Và khi không còn sự ham muốn nào nảy sinh nữa thì có sự tĩnh lặng và yên nghỉ chân thực. Sự tĩnh lặng chân thực đó trở thành đặc tính thường hằng và đáp ứng với các sự việc bên ngoài mà không sai lầm. Thật vậy, đặc tính chân thực và thường hằng đó chính là bản chất tự nhiên. Trong sự đáp ứng tĩnh lặng thường hằng như thế sẽ có sự thanh tịnh và yên nghỉ thường hằng. Người nào có được sự thanh tịnh tuyệt đối này sẽ dần dần nhập vào nguồn cảm hứng của chân đạo. Từ ngữ nguồn cảm hứng được dùng tạm, không diễn đạt rõ ràng ý nghĩa vì sự nhập vào đạo vốn phù hợp với toàn thể ý tưởng này, cũng như với các thánh kinh khác. Đạo giáo cũng chú trọng tới việc diệt dục. Một nhà bình luận về Thanh Tịnh Cổ Kinh nhận xét rằng, việc hiểu đạo tùy thuộc vào sự thanh tịnh tuyệt đối, và việc đạt được sự thanh tịnh tuyệt đối này hoàn toàn tùy thuộc vào vấn đề diệt dục. Đó là bài học thực tế cấp bách của bộ khảo luận này. Đạo Đức Kinh nói, chúng ta phải luôn luôn vô dục. Nếu muốn tìm sự bí nhiệm thâm sâu của nó, nhưng nếu dục vọng vẫn còn hiện diện bên trong, chúng ta chỉ thấy được phần bên ngoài của nó. Sự luân hồi dường như không được dạy rõ rệt như người ta mong đợi. Mặc dù có những đoạn văn ám chỉ ý tưởng chính về sự luân hồi và thực thể được coi như sinh ra trong loài thú, cũng như trong loài người. Trang Tử kể một câu chuyện kỳ dị nhưng minh triết về một người sắp chết. Có một người bạn nói với người ấy, đấng tạo hóa quả thật là vĩ đại. Ngài sẽ làm cho bạn trở thành gì? Ngài sẽ đưa bạn đến đâu? Liệu Ngài sẽ biến bạn thành gan con chuột hay tay chân con côn trùng? Scylla trả lời, bậc cha mẹ bảo đứa con đi bất cứ nơi đâu, đông, tây, nam, bắc, nó phải tuân lệnh. Thế mà đây là thợ đúc vĩ đại, đúc kim loại của ông ta. Nếu kim loại nhảy dựng lên trong cái bình và nói rằng tôi phải được làm một cây gươm giống như Mohs, thì người thợ đúc vĩ đại ắt hẳn coi nó là quái gở. Như vậy, nếu một hình thể đang được tạo ra trong cái khuôn tử cung nói rằng tôi phải trở thành con người, tôi phải trở thành con người, thì đấng tạo hóa ắt hẳn coi nó là quái gở. Khi ta hiểu rằng trời và đất là một lò luyện kim vĩ đại và đấng tạo hóa là một thợ đúc vĩ đại, thì đi tới đâu cũng tốt cho chúng ta. Sinh ra từ một giấc ngủ yên lặng, chúng ta chết để thức dậy bình an. Xét đến giống dân thứ năm Aryan, chúng ta cũng thấy giáo lý ấy được thể hiện trong tôn giáo lớn nhất và xưa nhất của người Aryan và La Môn giáo. Trong kinh Khandopanishad có nói sự hiện tồn vĩnh cửu là độc nhất vô nhị, và trong đó có viết rằng cái đó muốn tôi sinh sôi nảy nở vì ích lợi của vũ trụ. Thượng đế tối cao Brahman có ba ngôi: bản thể, tâm thức, vạn phúc, và từ điều này phát sinh ra sự sống, tâm trí và tất cả giác quan. Nhị thái, gió, lửa, nước, đất, để nâng đỡ vạn vật. Ngoài các thánh kinh Ấn Độ, chúng ta không thể tìm thấy sự mô tả nào vĩ đại hơn về Thượng Đế, và chúng đang trở nên quen thuộc đến nỗi chỉ cần những đoạn trích dẫn ngắn gọn như sau cũng đủ. Biểu hiện gần gũi, chuyển động nơi bí mật, chỗ trú vĩ đại, mọi vật chuyển động, hít thở và nhắm mắt, yên nghỉ nơi đây. Hãy biết cái đó phải được tôn thờ. Hiện tồn và không hiện tồn, cái tốt nhất, vượt ngoài tầm tri thức của mọi sinh vật. Sáng chói, tinh vi hơn những thứ tinh vi, các thế giới và cư dân của chúng được gắn vào trong đó. Cái đó là Brahman bất diệt, cái đó cũng là sự sống, tiếng nói và tâm trí.
gram ăn vô nhiễm và bất khả phân ly, ở trong lớp vỏ hoàng kim cao quý nhất, không tì vết, cái đó là ánh sáng thuần khiết của các ánh sáng, mà chỉ những vị đã đạt được chân ngã mới biết. Gram ăn bất tử ở phía trước, phía sau, bên phải và bên trái, ở bên dưới, bên trên, và đang thấm nhuần vào tất cả. Gram ăn này quả thật là tất cả, là điều hoàn hảo nhất.